Mình sẽ làm củ hủ dừa nha các bạn. Ở đây mình có một bọc củ hủ dừa rất là to. Củ hủ dừa này là ông xã mình chặt nè, chứ mình không có khả năng mình chặt nổi đâu nha. To quá à, mình chặt không nổi. Hôm qua ông xã mình chặt về một bọc dừa này nè các bạn. Nên hôm nay là mình đem bọc dừa này sơ chế ra ăn nha các bạn. To quá nên có thể làm được rất là nhiều món nha. Dừa này là mình có thể là sử dụng rất là nhiều món ăn đó. Hôm nay là mình chỉ lấy một ít để mình xào miếng móng tay nha các bạn. Thì mình có thể đem đi hầm thịt gà, thịt vịt ha. Đem đi đổ bánh xèo rất là ngon các bạn. Bây giờ mình sẽ làm sơ chế cái món này ra. Nặng quá giờ không biết kinh sao nữa. Rồi anh sẽ làm giùm mình nha các bạn, chứ mình không có làm được món này nặng lắm. Đã rồi, nó nặng. Cắt nha. Dẹp nha. Rồi, cắt còn hai nha. Cái này nó đi nó bự như thế này. Củ dừa này ăn ngon lắm nè các bạn ơi. Rất là cứng nhưng mà mềm, ngoài những da nó cứng chứ trong là chẳng mềm cứng rất non. Ủa là bao nhiêu ký? Hai cân. Dạ cũng biết. Hai hai vị là hai chục ký cho lên. Hơn chục ký quá, để gần vô cái gần chục ký cho mắt nó mất tiền luôn. Cái này là cả gòi 9,5 ký. Cứng cứng ghê không? Cứng lắm hả? Không chứ cái nhưng mà tét được. Chứ làm cái gì mà tét ra thì nó không đẹp. Rồi test con đường các bạn ơi. Đó. Ôi, con để ăn kẹo chữa đó. Cái này non nè. Chứ nó già. Thử cái này. Mình để qua đi nữa. Thấy rồi. Cũng mềm. Rồi, lấy nào phút thôi. Dễ không? Em lấy phút đó làm sao? Ra nó thầm trước đi. Cái này là kẻ cho nó nhỏ lại đi. Mẹ. Cắt sao cho nó được quá. Mẹ.
Coi sắc bề nào bề cướp mà này thì bề này phải dày được không? Nè nè cái bề nào đấy chia làm luôn nè, bề này cái gì món gì nè, em sắc cũng được sao phải nó xuống gì đấy. Giá nữa là gì, bề nào gõ dễ cái nữa rồi gọt ha, tính luôn rồi tự xử đi anh lấy sao nữa. Yeah.
Giờ này mình đi sắt ra mình đi hành thế các bạn, mình hành thì mình cắt cục cục như thế này các bạn. Sắt hành mà em sắt cục không à? Chung luôn ha, mình đi rửa chung là